Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Một lần nữa chúng ta lại đang cùng nhau quay trở lại với chuỗi video chia sẻ kiến thức nông nghiệp của Nông nghiệp 365 ngày nhá. Đấy, thì cũng khá là lâu rồi thì tôi không có ra được video để chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn. Thành ra là hôm nay tôi đang đi kiểm tra lại cái vườn mà trước đây tôi đã tiến hành ghép cải tạo cho hàng xóm á, cũng đã có video quay và chia sẻ cho các bạn rồi. Đấy. Thì mục đích chính của video ngày hôm nay thì tôi sẽ quay trở lại và tôi thăm lại những cái gốc ghép mà tôi đã tiến hành ghép một cái chồi non vào cái gốc ghép già như đã quay và chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì thực ra thì tôi cũng nhận được một số cái câu hỏi là ghép kiểu này thì nó không sống, tại vì nhiều anh em cũng chia sẻ là cái tỷ lệ sống nó thấp ấy. Đấy, thì thành ra là ngày hôm nay thì tôi sẽ quay trở lại và tôi sẽ chia sẻ cho các bạn và cũng như là chúng ta sẽ cùng nhau kiểm chứng là cái khả năng sống của cái phương pháp này nó nằm vào khoảng bao nhiêu nhá. Đấy, thì đây là cái gốc đầu tiên này. Đấy, như các bạn có thể thấy nhá. Đây. Đây là một, cũng là một cái gốc già đây. Đấy, cái này hai gốc thì sống được một gốc đó. Đấy. À, giờ thì sẽ quay xa cho các bạn xem toàn cây luôn. Đấy. Đấy. Cái chồi nó cũng đang phát đọt rất là khí thế chứ không phải là đến nổi đâu, đúng không? Các bạn có thể thấy nhá. Đấy. Hai gốc mà được có một gốc. Đấy, thì trước đây thì tôi cũng đã chia sẻ là nó bị xì mù á. Đấy. Thì nó ảnh hưởng đến cái khả năng sống của cái chồi. Và bây giờ thì nó, đối với những cái chồi này mà nó đã mọc lên như vậy là các bạn có thể thấy là nó sống ok, đúng không? Đấy, ở đây là cây thứ hai mà tôi muốn quay cho các bạn xem này. Đấy. Đây cũng là một cái gốc mà nó lên hơi chậm đấy, gốc ghép già và chồi thì ghép thì non đấy. Đó, có nghĩa là bình thường thì các bạn hay gọi là cái bo ghép, nhưng mà tôi thì tôi gọi là cái chồi. Đó. Đấy. Đối với cái chồi này thì bây giờ nó mới mọc này. Đấy, bây giờ là đầu cuối mùa mưa, đầu mùa khô rồi nhá. Đấy, các bạn có thể thấy nhá. Đấy, cái chồi này thì nó cũng ghép cùng cái giai đoạn thời gian ghép với cái chồi hồi nãy mình cũng đã quay cho các bạn ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ thì nó mới mọc. Đấy. Đúng không? Như trước đây mình cũng đã có chia sẻ đó là nó sẽ lên chậm và khi nó đã lên được thì nó cũng sẽ lên rất là nhanh. Thì xí nữa mình sẽ quay cho các bạn xem là nó có những cái chồi mà nó khi mà nó lên rồi thì nó cực kỳ khỏe và nó có thể đuổi được cái chồi chúng ta ghép trên cái gốc ghép và cái chồi ghép nó tương xứng nhau. Có nghĩa là nó cùng cái kiểu là chồi vừa non mà gốc cũng đang trong cái giai đoạn non nữa. Đấy. Đây, cây này thì nó có biểu hiện lá nó đang thiếu vi lượng đó. Đấy, cái này thì các bạn xịt vi lượng cho nó là nó sẽ lên ok rồi và lá nó sẽ trở lại cái màu xanh đẹp cho các bạn. Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi sang tiếp một số cây để quay cho các bạn xem luôn. Đây, thì đây là một cái gốc. Đối với gốc này các bạn có thể thấy là trong cái mùa khô này thì lá nó bắt đầu có triệu chứng vàng rồi, đúng không? Thì chúng ta để ý là những cái gốc như vậy thường thì nó đã, bộ rễ nó đã bị yếu rồi. Đây, đây cũng là một cái cây mà có hai thân này. Và một bên thì tôi đã tiến hành ghép thêm. Và cái chồi bên kia thì nó cũng là cái chồi ghép nhá. Nó được ghép vào cái giai đoạn trước bởi một người khác, không phải là tôi ghép này. Tuy nhiên thì ở đây nó có hai gốc này, các bạn để ý nhé. Thông thường nếu chúng ta ghép trực tiếp mà chúng ta không cưa cái phần bên trên ấy, thì khả năng sống của nó sẽ rất thấp. Bởi vì cái gốc này nó sẽ còn nuôi cái phần trên. Và cái này thì cũng thường thấy với một số anh chị khi mà ghép mà chúng ta không cưa bên trên. Đây. Thì đây, trở lại với cái cây này. Thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cách chính xác luôn. Đấy, chúng ta quan sát từ xa nhé. Đọt nó phóng này, cũng ok đúng không? Thì đây là một cái chồi non này, có nghĩa là một cái gốc ghép nó non với một cái gốc ghép già, bên kia là già, còn đây là non nhé. Đây, cái chồi này là trước đây tôi có quay và chia sẻ cho các bạn, có nghĩa là nó bị xì mù ạ. Thì sau khi mà nó xì thì tôi cắt xuống thấp quá thì tôi không ghép nữa và tôi ghép vào một cái chồi non nó mọc bên cạnh. Đấy. Thì đối với những cái gốc già như vậy, thường thì nếu mà các bạn ghép thì các bạn nên chẻ sang bên cạnh nhé, chẻ mỏng cái lớp vỏ bên ngoài, tại vì cái mạch gỗ, cái mao mạch rồi tất cả các quá trình vận chuyển nước thì nó thường thường nó sẽ nằm ở phần vỏ. Nếu mà các bạn chẻ ngang ra, chẻ đôi ra thì cái phần gốc ghép già là có nghĩa là bên trong nó là cái lõi rồi, cái
cái đó thì cái nó không có vận chuyển nước và dinh dưỡng, cho nên là khi các bạn ghép nó sẽ gia tăng cái tỷ lệ chết rất cao. Đấy, đây đây là cái gốc ghép bên già này, đấy nó mọc lên đó, thấy không các bạn, thấy không, nó mọc rồi thì quá ok. Đấy thì nó hai cái, đối với cái gốc này thì một gốc là gốc khá già và một gốc là gốc non, thì hai cây nó đều sinh trưởng như nhau. Đấy, đây là minh chứng rõ ràng đúng không, chúng ta không có gì phải nghi ngờ nữa. Thì đây thì cũng là một tiếp theo, cũng là một cái gốc ghép già này. Trước đó thì mình cũng có thăm lại và thấy nó sinh trưởng rất là yếu, nhưng mà cái thời điểm hiện tại thì khi mà mình quay trở lại vào cái giai đoạn này thì nó tương đối là ok đấy, các bạn có thể nhìn nhá. Đấy, phát đọt khí thế đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phần dưới gốc nha. Đây cũng là một cái gốc ghép già với một cái chồi ghép non, mình đã đóng xuống và bây giờ thì nó mọc mơn mởn chứ đâu có yếu đúng không các bạn. Có nghĩa là đối với cái phương pháp này, nếu mà các bạn muốn gia tăng cái tỷ lệ sống ấy, quá già thì các bạn nên chẻ sang bên cạnh nhé, chẻ lệch tâm của nó, đừng đừng có chẻ dứa. Nếu mà chẻ dứa thì nó sẽ gia tăng cái tỷ lệ chết rất cao. Đấy, đây thì cái giai đoạn này thì nếu mà trước đây thì khi mà đối với cái gốc ghép này á, thường chúng ta quấn, khi mà chúng ta ghép nó dễ bị hở, rất vết hở rất rộng, do vậy mà cũng quấn hơi nhiều, cho nên là các bạn khi mà nó đã sống rồi chúng ta sẽ tiến hành kéo những cái bịch ni lông này ra nhé. Mặc dù là tự hủy nhưng mà chúng ta quấn nhiều thì nó cũng gây ảnh hưởng nhất định, chứ không có, nó không có, có thể nào mà tự hủy hết được đâu. Đấy, giống như một cái câu chuyện bó đúa, các bạn lấy từng chiếc ra các bạn bẻ thì nó dễ gấy, nhưng mà lấy cả một bó ra thì nó đâu có, chúng ta đâu có bẻ được đúng không. Vậy thì cái này nó cũng vậy đó, khi mà các bạn quấn càng nhiều thì cái khả năng lưu giữ nó có thể thắt chặt vào cái gốc cây của chúng ta và làm cây của chúng ta bị ảnh hưởng sau này, và nếu mà không kéo đứt thì nó sẽ làm cây bị chậm sinh trưởng và có thể khả năng là chết nhé. Đấy, đây các bạn nhìn cái màu sắc lá rồi cái đọt nó tương đối ok đúng không. Đây, thì bây giờ mình sẽ quay sang cái vườn mà mình đã tiến hành ghép chồi non với gốc ghép non nhé. Đây mình sẽ đi vừa quay cho các bạn. Đây thì ghép cùng đợt luôn, có nghĩa là cái đợt chồi già này mình ghép trước và cái này thì mình ghép sau. Đây thấy nó cũng ok, chồi nó cũng mơn mận, nói chung là mọi thứ nó cũng tương đối là hoàn chỉnh. Đây, đây là những cái cây mà mình đã tiến hành ghép trước đây, nó cũng rơi vào tầm khoảng tháng mấy đó, tháng 9 thì phải. Đó, giờ là tháng 12, mấy tháng rồi. Đấy thì giai đoạn này trước mình cũng có chia sẻ rồi, chúng ta đi lặt những cái chồi này. À, lưu ý với các bạn thêm nhé, cái giai đoạn này là chúng ta bắt đầu phun mọt, phòng mọt đục cành đi, chứ không thì tác hại như thế nào thì một số video từ năm ngoái mình cũng đã có chia sẻ rồi. Đó, nó đục vào cái thân gốc ghép của chúng ta sẽ làm cây của chúng ta bị gãy và phải chờ mọc lại, thì nó ảnh hưởng đến cái quá trình bước vào cái chu kỳ kinh doanh sau này. Đấy rồi, đây cũng là một cái gốc ok. À, nhìn màu sắc lá thì cũng được, không đến nỗi. Cái này sau khi ghép xong thì mình có cho trụ vườn là bỏ vi sinh với lân, biệt là lân Vân Điển ấy. Các bạn lưu ý nhé, nếu mà để có màu xanh như thế này không phải tự nhiên đâu, và kết hợp các bạn là xịt trên lá là vi lượng kèm với giai đoạn này ấy, các bạn kèm thêm ít vi lượng combi ấy, rồi cộng thêm thuốc sâu phòng mọt đục cành ấy. Rồi nếu mà ở vùng nào mà khí hậu ẩm ướt nhiều á, hay có sương sớm á, các bạn phun thêm cái Anjacon để phòng than thư nhé. Còn vùng mình thì tương đối là mùa này nó cũng không hay bị ẩm ướt đâu, sương sớm thì nó đỡ đỡ chứ không có nhiều như một số vùng khác. Một số vùng khác mình thấy là sáng sớm thì sương mù dày đặc đó. Đây đó. Cái gốc này cây tương đối là xanh, mà mình thăm lại thì mình cũng thấy khá là mãn nguyện, chứ nếu mà thăm lại mà cái cây nó sinh trưởng kém rồi
còi cọc yếu ớt thì chắc là mình không dám vác mặt lên đây đâu các bạn ơi. Này thì nói chung là nội dung hôm nay thì cũng chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Chắc là cũng chẳng có cái gì, có nghĩa là mình chỉ muốn cho các bạn xem là chúng ta có nhiều phương pháp để ghép, nhưng mà chúng ta nên lựa chọn cái phương pháp ghép tối ưu nhất. Thì chốt lại video là mình khuyên các bạn nên lựa chọn cái phương pháp sau khi cắt và cho nó nuôi chồi lên. Chồi vừa lớn là chúng ta cũng vừa ghép luôn nhé, chứ đừng có để già quá. Già quá thì các bạn chưa cứng tay thì chúng ta sẽ làm mất thời gian lắm. Đó, cho nên là cố gắng chú ý ghép đúng giai đoạn của nó. Còn đối với phương pháp mà ghép theo cái trên cái gốc già, thường thì chúng ta hay bỏ quên hoặc là số lượng ít, hoặc là chúng ta không có chồi, thì cái khi mà cái gốc đó già thì chúng ta mới ghép thôi. Đó. Thì các bạn lưu ý nhé, chỉ có một số những cái chia sẻ của mình như vậy thôi. Hy vọng là nó cũng sẽ có ích cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.